báo đẹp luôn bạn. Nhìn qua video này ngon nhìn hoa văn nhiều vãi. Dí. À đây á, hưng danh mà anh ơi ngon chi. À ngon chi. Ok, hello xin chào anh em nhá. Bạn này xèo. Xe của người ta anh em mình mang đi cắm mình bạn đi. Xin chào các bạn nhá. Bằng gắn đi, mặc gắn đi. Gắn thân trống lên. Xin chào các bạn nhá. Chào bạn đến với video tiếp theo của tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Đấy, hiện tại là tôi đang đi xe các bạn ạ. Nhưng mà tôi vẫn nói chuyện với các bạn nhá. Hôm nay tôi sẽ thả cho các bạn xem một con diều Mr. Beast nên cho một ông em dai ở Quảng Ninh. Một con diều có kích thước là 2m5. Đâu? Làm gì giờ đang nắp bài em? Đấy, mấy thanh niên đang nắp rồi các bạn nhá. Ây da. Đi con xe này con này mà cũng đi cắm ra cũng được mấy triệu nhỉ. Cũng được mà là. Thôi, nhưng mà xe của người ta mình nói thế hơi buồn. Mất quan điểm là các bạn ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một con diều. Đấy, nên con diều cho ông em dài Hưng Doanh ở Quảng Ninh nha các bạn ơi. Và sắp tới mình sẽ có một cái chuyến đi Hạ Long Quảng Ninh vào cái thời điểm đó chính là trong cả ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì mình đã đi ra lưu ở Hưng Hà, ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình các bạn. Đấy. Mình đang lên con diều này cho ông em đấy nha các bạn nhá. Một con diều này và hôm đấy mong rằng là em ấy, chắc chắn là em ấy sẽ ra đấy để lấy diều rồi. Bởi vì là con diều này mình đã hứa hẹn với là sẽ làm và mang vào cái dịp 30 tháng 4. Thì trong khoảng sáng 30 tháng 4 thì mình sẽ đi đấy quay cho bạn xem. Bạn sang đầu này cho nó sáng này. Bạn ơi, hôm nay tôi lên con này ấy là tôi nghĩ là chắc ít người chơi con mẫu này lắm bạn ạ. Bởi vì mẫu là độc lạ mà đúng không? Mẫu này mẫu độc lạ, cũng là biết tôi biết nhưng mà không, em, anh em phải chờ đón để tí nữa lên áo anh em mới biết được đúng không? Đây bây giờ phải lên. Mà tôi sẽ quay cho các bạn xem cái mẫu này chắc chắn là sẽ chưa bao giờ ai có luôn. Tôi khẳng định 100% người ta sẽ là sư tử Mr. Beast đúng không? Có phải sư tử không? Sư tử Mr. Beast. Nhưng tôi ấy, đây là báo rồi các bạn ơi. Đây, tôi quay cho các bạn xem. Review qua nhá. Xời ơi. Đây từ. Chưa. Ê bạn ơi, hình con này phải lắp ghép vào đây. Tôi phải mở. Nó đi full như. Phải lắp ghép ra. Chứ một bên này. Tí đây. Đây phải có người giữ nữa. Tài cầm điện thoại cho đấy. Đấy, cầm điện thoại xong tí đừng cắm nhá. Đây quay cho các bạn xem. Đây là con diều gì ạ? Đấy, đây là một mẫu báo nha các bạn ơi. Quay này gần đây bạn ơi, quay cho các bạn xem. Đây là lan tím xịn mà mình đã làm. Nhưng mà con này á, đã là tím xịn thì không cần phải độ các bạn nhé. Bởi vì con này là lan của 2m8 mà mình cái áo này rơi vào khoảng 2m6. Con diều này tầm 2m6 nha các bạn ơi. Mình sẽ nắp lên cho em nó một bộ còi. Bộ còi này là Hưng Doanh rất là thích còi cưa mà cái kiểu phá nàng ấy các bạn. Đấy. Nên ông em này 2000 mấy nhỉ? 2010, 2011 thế các bạn luôn. Máu vậy. 2010, 2011 ạ. Ừ, chơi con này chất vai. Đây các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy cái mẫu này sơ sơ qua nó là gì chưa? Đây là mẫu báo hành tinh các bạn nhá. Báo Mr. Beast hành tinh. Mẫu này chỉ có Hưng mới có rồi. Hưng Doanh. Đây em giữ để anh cài khóa cái. Đầu tiên mà khi các bạn muốn để nắp khung thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nắp nhá. Đầu tiên các bạn phải tháo ra, các bạn sẽ nắp vào như thế này này. Đó, đây. Bạn ơi đi đây tí cho thoáng. Cực kỳ là kỹ luôn các bạn nhá, gần như chơi diều mình á. Có mà sang cát mới hỏng các bạn ạ. Các bạn ơi. Đây rồi, diều của mình con phải nói. Đấy, con diều này á không thể nào mà xoay bát được luôn các bạn nhá. Bát buộc nhưng mà mình cốt là mình buộc cái cho nhẹ này các bạn này. Xoay thoải mái luôn, không bao giờ xoay được các bạn nhá. Đấy. Khi mà các bạn mà chơi thì những cái con diều 1m7 bĩu cái gì đây? Phải thẳng thắn. Tớ lại bĩu rồi em. Diều của anh đẳng cấp phải quá. Đẳng cấp. Diều đẳng cấp nên là chê nhầm đấy các bạn. Đây là. Nhưng mà vẫn nên được các bạn nhé. Để xem nào. Bây giờ là mình sẽ trắng sáo ra. Em ơi, mang cho em một bộ sáo này. Đây, sau khi đã mắc xong con diều này thì các bạn có thể thấy tôi đã mắc xong con diều này và làm sao để cho khung vào ống tiêu nhá. Các bạn đừng để cho nó thò ra ngoài không nó thủng áo. Đây quay xa cho các bạn xem. Bạn ơi đẹp không? Báo đẹp luôn bạn. Nhìn qua video này ngon nhìn hoa văn nhiều vãi. Dí. Ngon đấy. À đây á, Hưng Doanh mà anh ơi ngon chi. Mà ngon chi. Đây. ngon thế. Mà thể mình nhìn cũng nổi thật các bạn ạ. Đây. Bạn ơi bạn công bạn nhìn xem bạn đánh giá xem cái con diều này bao nhiêu sao bạn cho con cái con diều này. Căng nghề bạn nhỉ. Đây này. Tuyệt đối luôn 5 sao bạn ạ. 5 sao á? Phải 5000 sao. 5000 sao à? Ừ phải 5000 sao. Ô, bạn giật tay ra. Ôi ơi. công giật tay con này báo công ạ. Đúng cái tay của nó nhỉ. Em Doanh em bảo chính là cái con diều người chủ nhân này. Bảo là trông bạn nói chuyện hơi bựa. Bạn thấy sao khi mà em mới nói bạn như thế? Cũng hơi buồn tí nhưng mà sự thật là vậy mà. Được. Hảo án.
Vãi thật các bạn ơi. Sự thật anh em mình cái vườn này nó lại vườn nội các bạn nhá. Nhưng mà không phải nội đồng mà là nội gì? Nội thất. Nội thất khi mà làm những con diều này các bạn nhá. Đấy, bên dưới là subscribe. Subscribe có nghĩa là các bạn phải đăng ký kênh cho tôi để tôi có thể làm những cái video sắp tới là tôi sẽ ăn mừng kênh. Được chưa, là kênh 50.000 cái đăng ký tôi chưa ăn mừng. Bạn tôi nghĩ là sắp tới là tôi sẽ tặng diều cho mấy ông bạn ấy. Bạn nghĩ là tặng cho ai hơn ạ? Tặng cho tôi đi. Tôi với bạn mà. Sao tặng cho bạn? Không, tôi biết là bạn phân cứng rồi nhưng mà thôi. Mày quên chưa dán cái chữ tiệm Đức Quang đấy. Tiệm Đức Quang bảo hành ở đây. Đấy, ok các bạn ơi. Một người làm YouTuber thì áo của mình phải hai cái như này. Hôm trước mình đã mặc cái áo như này mình quay rồi. Cả cái màu trắng, mình có hai cái màu trắng và hai cái màu đen. Đấy, trời có một cái Đức Quang mấy lúc nữa rồi. Bạn ơi, bây giờ thả luôn nhá, gió rất là to. Mà sáo này ấy, thì tôi thẳng đến các bạn luôn, nó bao bao. Bạn có tin không? Vừa rồi tôi nghe quá yêu rồi. Êm lắm. Êm lắm, ngon rồi. Đâu, Khiêm ơi, cho anh mượn đi Khiêm ơi. Bạn ơi, mang diều lên đây. Nãy giờ gió mẹ ơi, tối nay gió to đẹp như thế này thì còn thả cái gì nữa. Doanh ơi, con này đến từ em rồi nhưng mà cái con này nó bị hơi thiếu mất một quả. Nhưng mà không sao. Đợt trước ra tay là một quả nó bị chó gặm nên là mình đã bán rẻ cho ông em đấy nhá. Chó gặm không đồng nghĩa là sáo kêu không hay, mà là chó gặm mà đúng cái quả nó cũng gần ngang gần nhau thôi. Nhưng mà mình sẽ test cho các bạn xem âm của 7 quả sáo này. Không hề nít một tí nào luôn nha các bạn ơi. Đây, bây giờ bạn nhấc lên tôi xem nào. Đây. Tôi phải đóng bộ sáo này lên. Hưng Doanh không thích bộ này á, tôi để chơi luôn mà ạ. Bạn ơi, tôi để chơi bạn bộ này bạn nhá. Tại là ông em nói như thế bạn có thấy buồn không? Cái này bạn nói buồn rồi đúng không? Cũng hơi buồn xíu nhưng mà không sao. Nói chung là mình để bộ này mình chơi nha các bạn ơi. Đến hôm đấy bàn giao sau. Hiện tại chủ nhân thì vẫn là mình. Nhưng mà đến hôm đấy thì bàn giao lại cho chủ nhân vẫn là Doanh. Này nó quá đẹp nên là phải thẩm âm một tí nữa. Bây giờ bắt đầu là thẩm luôn các bạn nhá. Thả luôn cho các bạn xem. Giật tay đi. Anh mà giật tay á. Anh mà giật tay nó lại đẳng cấp quá em mà toàn giật tay không được. Nào Tuấn ơi. Đây rồi, đây rồi, đây mất rồi. Bán này. Đây. Kia mày quay này gần đi. Bây giờ bọn anh thích quay gần mặt đi. Bọn anh kiểu quay gần mặt đi. Cứ quay gần mặt. Em quay anh xong rồi quay vào công luôn nhá. Được. Nhưng mà con này bạn ơi. Thôi giờ là đâm bạn nghĩ nó có lời ruộng không? Không, con này lết vây mày của em gì nhỉ? Doanh. Doanh sao rồi được. Báo như này đã gọi là liều báo thì nó phải không phải là giống sư tử. Liều báo thì không phải là hổ nhá các bạn ơi. Nhưng mà nó giống hổ bạn nhỉ. Mà nó còn cháy nhưng mà chứ. Nhưng mà tôi thấy giống hổ nhỉ. Báo chứ, báo đốm đấy. Báo đốm nhỉ. Ừ. Tôi nhìn giống hổ phết. Hay là nó là anh em họ với nhau. Chắc vậy đấy. Chắc vậy, giống nhau nhỉ. Ừ. Nhưng mà báo với hổ mà kiểu như là yêu nhau thì con là sư tử không ạ? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tôi thật. Anh chỉ náo vô. Cái này là vào chuyện đại Việt Nam ấy bạn ạ. Chuyện này á, nhà nước không công nhận, mình công nhận. Đi bạn ơi. Đi đâm luôn con này phải nền sắc con nhà bán ép luôn. Tin tôi thì video này sẽ là một cái kiểm chứng cho các bạn ơi. Bây giờ em chạy lên chỗ đằng sau công để xem là công sẽ nói gì khi mà mình nói thế ạ. Phải lên về trước được đấy. Nhưng mà phải đâm lên thì mới biết được đúng không em? Đúng rồi anh ạ. Hay anh phải nửa anh Quang tí. Nửa quá. Anh định nửa cái gì nhỉ? Anh đâm đều cho anh Quang chặn. Nhưng mà con này áo nó màu trắng, mình đâm con rơi xuống ruộng thì... Thì anh Quang giặt. Quang biết Quang buồn đấy. Trắng nhỉ. Gió cũng nhẹ nhẹ vậy nhỉ. Không biết ở trên cao mạnh không? Cứ phải mạnh tí cho test diều cho bạn gì đấy. Dư Doanh cũng là một đám nhỉ. Anh em mình chuẩn bị đâm cho anh em xem nhá. Ui, tiếp nữa à? Đâu, anh nhìn cháu căng.
mình đang thả dây với khoảng cách là 500m hoặc là 400-500m các bạn ơi. Giờ các bạn cùng thẩm âm nhá. Con này này, mọi người bịt tai lại nhá. À quên, mọi người lắng nghe nhá, không nói gì nhá. Kinh, âm nó vàng nhỉ. Ui ôi, căng quá ấy. Thẳng tắp luôn các bạn nhá. Quá kinh khủng, con cho một con diều của ông cháu. Thẳng đứng luôn. Bạn ơi, đâm phát đầu tiên nó đã như thế này, bạn thấy cái diều của tôi đẳng cấp không? Mẹ nên thẳng luôn bạn ạ. Nó vẫn là cái gì đó, đẳng cấp. Đẳng cấp từ đến từ vị trí Đức Quang Vlog. Nó phải là đẳng cấp bầu trời các bạn ạ, đúng chưa? Bao gió nhỉ? Ngon thật, con này đâm hoắt thẳng đứng luôn các bạn này. Vai cái này, con này mình chưa thả lần nào các bạn nhá. Mình mà thả, mình xin thả tay cái guồng này luôn. Nếu mà mình đã thả rồi nha các bạn nhá. Còn mình chưa thả thì... Thôi để chơi đã. Nhưng mà con này để chơi. Thế thôi bán đi. Nhưng mà tới đến tầm mùng 1 tháng 5 là mình 30 tháng 4 là mình sẽ mang con diều này và khoảng độ là hơn 500 con diều hay là 1000 con diều gì đó. Mình sẽ không đến 1000 con diều nhỉ. Nếu mà sao mình nghĩ làm kịp được. Tầm khoảng độ mình sẽ làm khoảng độ là vài trăm con. 300 cái, mình sẽ mang 300 cái thì hôm đấy mà sẽ bán cho các bạn nhá. Bởi vì là giá thành mình đi xe từ đây đến đấy nó rơi vào khoảng độ 2 triệu cả đi lẫn về. Thì hôm đó thì mình sẽ những cái con diều của mình bán, khẳng định các bạn chất lượng đẳng cấp nhất tất cả mọi nơi luôn. Nơi nào đẳng cấp hơn thì mình không biết, nhưng mà mình khẳng định các bạn mình làm tốt nhất có thể cho các bạn rồi. Nếu mà các bạn muốn xem cận cảnh thì hôm đó thì các bạn sẽ ra xem để cho các bạn biết là diều mình. Và hôm nào mình sẽ làm một cái video riêng về cái con diều, những con diều mình làm và mình đã buộc rất là kỹ, cũng như là đổ keo, thứ keo gần như là mình mua toàn loại keo xịn thôi. 40.000 một nọ, 35.000 một nọ. Đấy, mình khi mà mình mua tầm khoảng độ là 20-30 nọ ấy thì mới có giá là 35.000. Khi mà mình mua rất là nhiều keo. Nói chung là làm ra con diều ấy thì bạn công thấy nâu không bạn? Nâu chứ. Nói chung là công sức của anh em mình bỏ ra thì mình muốn làm tốt cho tất cả các bạn, chứ không phải là mình cứ làm nhanh ra. Nếu mà làm nhanh ra ngày tầm 20-30 cái anh được bạn nhỉ. Nhưng mà chất lượng mà chất lượng đổi lại nó không được đẹp thôi. Bây giờ là con diều này nên là ngon rồi. Có khi là mình anh em mình phải kéo xuống. Cao nhỉ? Cao thật, nên thẳng đứng luôn. Gió này nó không có nhiều các bạn nhé, nó có từng cơn nhưng mà mình thả qua cái cơn gió to rồi. Bây giờ mình kéo xuống một tí để test đây các bạn ơi. Cái cuộng này ban đầu nó đầy luôn. Thế là thả còn hài thôi. Đứng im nhỉ. Vai cả nờ luôn à. Đứng im. Đứng im như tượng ấy. Ít giời, ngon đét lên đẹp luôn các bạn ạ. Giờ mình kéo xuống rồi. Bạn ơi, bạn cuốn thì tôi kéo cho. Ok nha. Như con này thì Doanh kéo mà nó nôi người Doanh đi luôn. Nếu mà gió to nha các bạn á, mình sẽ tặng kèm cho Doanh. À Hưng. Hưng như nhỉ. Sao bạn là Doanh? Hưng. Hưng à? Ừ. Ôi chết mẹ, Doanh nào vậy? Tên là Hưng, quên mất. Nhưng mà đặt tên là Hưng Doanh thì mình cứ gọi là Hưng Hưng Hưng. À hay là Hưng Doanh. Có bố nhỉ? Hay là bố là Doanh. Ừ. Kéo vậy rồi. Đây, giờ anh em mình sẽ kéo diều xuống nha các bạn ơi. Nói chung là cái màn thả diều này đối với mình thì mình thả quá là bình thường rồi. Mai video này sẽ được lên sàn luôn nha các bạn ơi. Nói chung là mình sẽ cố làm sao mà ngày đã cố gắng nhất có thể ngày ra là hai video cho các bạn xem. Rồi, cố lắm mới được ra được hai video, chứ còn mình mà làm đề phòng là làm ngày ba video cũng được, nhưng mà nói chung là từng cái xu hướng các bạn muốn xem như thế nào, nó có video có hay hay không nhờ vào các bạn theo dõi mỗi ngày thế này. Các bạn đừng tiếc một lượt đăng ký kênh hoặc là một lượt like cho chúng tôi nha. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi video tôi mỗi ngày. Bây giờ là chúng tôi đang cuốn dây vào, mỗi lần chúng tôi đi thả diều này các bạn ạ, cứ như là mỗi ngày một bộ quần áo, cứ làm xong thế là phải thay đến đó, bởi vì là mồ hôi là rất nhiều đúng không bạn? Mồ hôi này có thơm không bạn? Bạn thử bỏ lên tôi thử em nào. Đây. Như nước hoa luôn các bạn nhá. Nước hoa gì ạ? Nước hoa Pháp. Nước hoa Pháp. Ơ, sao bạn đối lập tôi đi. Tôi tưởng nước hoa. Nhưng mà nước hoa gì? Thái Mỹ nhỉ? Đấy. Thái Mỹ. Thứ Pháp gì? Pháp à? Ừ. Vậy nói lại đi. Bởi vì là nước hoa, tôi cảm thấy là nước hoa của tôi giống nước hoa Mỹ các bạn. Vậy á? Ừ. Bị bà. Tôi bị đâu? Tôi không đùa đâu, bạn yên tâm. Con diều này á, sau khi một hồi mà anh em mình kéo thì nó rơi vào khoảng còn 100m nữa thôi các bạn nhá. Nhưng mà khi mà thả lên cao như này thì nếu mà một mình Doanh thả ấy, thì mình muốn khuyến khích anh là nếu mà thả con diều này thì phải có bạn bè thả cùng nữa, hoặc là bố mẹ ra thả. Nếu mà như một mình Doanh thả thì Doanh khoảng độ lớp 6 hay lớp 7 mà Doanh chơi con này là xác định là tỷ lệ là con này sẽ kéo người đi rất là kinh khủng luôn. Mà một khi mà đã kéo người đi thì con này có cả guồng như thế này nữa thì không thể cầm được, bởi vì nó quá nặng mình quá nặng, cái gân của mình không đủ kéo ấy, nên là tốt nhất là khi chơi rủ thêm bạn bè. Nhưng chơi ông cháu đấy cũng lớn, nhìn qua video nhìn to mà không, bé, người bé
Anh nhìn qua ảnh vậy à? À nhìn qua giờ là kéo con này xuống, các bạn có thể thấy là Diều nên đứng chững luôn, bởi vì là tầng trên gió này. Đây quay cho bạn xem này, nên thẳng đứng luôn nhá. Hưng là tên là Hưng, không phải tên là Doanh, mình cứ nhầm. Hưng Doanh, Facebook là Hưng Doanh. Đây giờ kéo nhá. Ôi rồi. Gần như là bạn ơi, nẻ nẻ luôn tay rồi này, nhìn này. Nẻ cả tay luôn. Tôi mong rằng tôi sẽ kéo xuống. Công làm diều của mình cũng ối ối phết. Bạn nào muốn mua diều thì đặt chắc khoảng độ qua 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì mình mới bán lại nha các bạn nhé. À đâu, mai thì cũng vẫn bán được nhỉ. Mai chắc là mình làm buổi sáng. Buổi chiều mình đi có việc, mình đi đám cưới ở bên Thái Bình. Sau đấy là đến chủ nhật là ngày bao nhiêu? 28. Chủ nhật 28 à? Vậy 29 vẫn làm bình thường nhỉ. 29 bạn có làm gì không? Ừ. Vậy 29 thì mình vẫn làm. Nói chung là đến 30 là mình sẽ mang diều khoảng độ 300-400 con để mang ra ngoài Quảng Ninh bán cho những cái bạn cần mua. Hôm đấy mình có nghĩa là dây các thứ là mình cũng sẽ mang hết. Và bạn nào mua diều của mình là những con nào bạn nào muốn bảo hành thì mình vẫn bán, sẽ bán giá bảo hành cho. Đấy. Bảo hành sẽ có tem bảo hành nha các bạn. Quân kéo xuống gần đến nơi rồi bạn ơi. Hôm nay bạn phải tin tôi, bạn đặt niềm tin vào tôi ấy, thì tôi sẽ mang cho bạn một cái gì nhỉ? Một cái độc trời may mắn, bạn tin không? Con Mr. Beat này nhìn nó hơi bướng ấy bạn ạ. Hôm qua thì trượt được bay bay bay. Nhưng hôm nay tôi khẳng định các bạn luôn, hôm nay tôi sẽ kéo con này xuống. Em quay sang đây cho sáng này. Hôm nay là tôi sẽ kéo con này xuống tận tay bạn. Bạn phải tin tôi. Bạn tin không? Bạn phải tin tôi lần nữa, hôm trước tin, là tôi tin thử nha. Ok, tin thử á, tin thật đi. Tin thật đi, tin thử nói làm gì, tin thật đi. Tin giả vơ thì không được em ạ. Gió dưới không? Gió dưới hết rồi, tầm này hết gió rồi, mình sẽ thu và bắt tận tay. Nhưng mà với cái con bé bé này thì tôi không có gì mà ngần ngại cả bạn ạ. Đây, tôi sẽ kéo tận tay cho bạn xem này. Đấy, báo Hưng nhá, đáng nghe là Mr. Hưng phải đúng ấy. Mr. Hưng thì con này thì đáng nghe là Hưng bảo là anh ơi anh làm cho em tên Hưng ấy, nhưng mà mình đã cho làm con Mr. Beat này trong vòng 1 tháng ấy các bạn ạ. Đặt con này bởi vì là cái áo người ta in nó khá là nâu nên là anh em nào muốn in như thế này thì nó còn nâu hơn. Còn nếu mà may chi tiết thì chắc là không may được cái mẫu này, bởi vì là cái mẫu này là mẫu thiết kế của một người ấy. Cái đuôi là giống cái đuôi như hôm trước. Nó kiểu dạng dạng là giống như cái đuôi của cái Mr. Beat ở trước kia. Liều kia mình mất rồi các bạn. Ôi, giờ bạn ơi, tôi tin tôi bắt tận tay này, bạn phải tin tôi này. Ok nhá. Bướng rồi đấy. Ôi, đừng mà, đâu. Ui giời ơi, mất niềm tin. Nó hết gió thôi. Bạn ơi, các bạn ơi, hôm nay là nó hết gió. Bạn ạ, hôm nay là nó hết gió nên là bạn đặt tin tôi là cũng gần đúng ấy, nhưng mà tôi bảo tin thử gió. Đúng không? Tin thử à? Không phải tin thật à? À buồn quá. Gió tầng dưới nó hơi nhẹ. Thôi lần sau là bạn tin thật nhá. Ok luôn. Ok. Ok các bạn nhá. Hôm nay là mình đã thu phục cũng là gió nó không có nên là mình kéo nhanh quá nó qua đầu. Nếu mà chạy vừa kéo vừa chạy đến tận trên này. Diều xuống ruộng các bạn nhá. Đấy, thả diều nói chung là cũng cắm đầu hay là lơi cũng là chuyện quá là bình thường luôn. Thì có những cái diễn biến thật như này mình muốn quay thật cho các bạn xem, chứ không phải là cứ chờ đến khi nào mà quay đến cái đoạn mà nó bắt tận tay như thế này. Này diễn quá, mình không muốn như thế. Mình muốn quay thực tế như thế nào thì nó như thế đấy. Đấy, liều cắm trong ruộng. Mà không sao. Được cái là đồng lúa che chở cho cái con diều này rồi. Nói chung là gánh nặng. Gánh nặng cho con diều này, không bị bẩn một tí nào nha các bạn ơi. Rất là tuyệt vời. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nếu các bạn thấy video tôi hay cho tôi xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Dạo này bạn thấy tôi hơi gầy đi không? Hôm trước tôi về công có cảm giác như là hai thằng đang béo. Hai thằng cảm giác như là béo lên. Từ khi công làm tôi là tôi cảm thấy là công đang béo lên. Nhưng mà tôi thường thường tôi cân là tầm bao nhiêu cân nhỉ? Hôm trước là tôi cân được bao nhiêu cân? Bạn bữa 79 trước, cân. Hôm đấy là tôi 79 cân. Đấy, hôm trước là tôi cân 79 cân và công là công bạn là công bao nhiêu cân? 57 cân. 57 cân. Nhưng mà khi mà bọn tôi tưởng chừng là béo, tôi tưởng là tôi phản lợi 80 cân cơ. Với cả tôi thấy công cũng béo lắm, nhưng mà sau khi mà nhảy lên cân thì mới biết. Không cười nổi nó làm sao bạn? Mẹ tụt hẳn 2 cân. Tụt hẳn 2 cân các bạn nha. Tôi mới tụt 2 cân, tôi tụt xuống còn 77 cân. Mà tôi không thể hiểu sao mà tôi cảm thấy người tôi béo lên các bạn. Kể cả bạn cũng thế đúng không? Mà cảm thấy người béo nhưng mà sau khi cân, hay là do cái cân sai ảo thật đấy. Ảo thật.
Sau khi thả con diều này xong thì cuối cùng là mình cũng đã hoàn thành thả con diều Mr. Beast của Hưng Doanh, nên rất là đứng một cân trở luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nếu các bạn thấy video tôi hay cho tôi xin một lần like. Cái tôi nói rồi đúng không? Chưa. Tôi nói rồi mà. Chưa. Một like một đăng kênh. Thôi bạn nào muốn mua diều thì inbox qua Zalo cho mình nhá. Hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. Bye bye các bạn nhá.